amor no se elige, te elige. Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella, que cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá, y la besas con tanta pasión como si ese beso fuese a parar el tiempo o a darte más minutos con ella. El amor ya te escogió y tú tienes que dejarlo. No tin anh mở cái buổi workshop này là connect anh em thôi. Cái hôn tên nha, tại vì có thể là nhóm buổi nó đang quay bạn của mình thì anh sinh viên 96, anh làm đọc được 3 năm. Cái khoảng thời gian là đọc quanh thì anh sẽ đúc kết nhiều cái trong cái công việc nghề á. Nhưng ở đây á, anh chia sẻ theo cái cách phê của anh là skip step, là nhảy bước. Nhảy bước á, có nghĩa là nó sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian mình đi khung, mình đi phê lại, nhưng vẫn giữ lại cái hiệu quả cho nó. Vậy đời hay là mình này kia, chỉ là mình biết những cái mà mình muốn chia sẻ.